Hello, Bác good Good Harry muốn gửi lời chào đầy năng lượng đến cho tất cả các anh chị GIA đang có mặt trong buổi training ngày hôm nay ạ. Back to you, Carrie. Yeah, just wanted to say hello to everyone and big welcome. Really nice to have everyone here today, and I'm really pleased to spend time with everyone today. Bác muốn gửi một lời chào mừng nồng nhiệt tới tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi GIA ngày hôm nay cùng tham gia để đón nhận những thông tin mà bác muốn chia sẻ về thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ. Và bác rất là hân hạnh được ở đây cùng các anh chị. Before we get going, I just want to check on the sound and the video because I can't see the video of myself right now, so I'm going to make sure that that's turned on. Yeah, I think that I can see you very well. Oh, okay. Okay. Can't see myself for some reason. I think that's just the problem of, you know, if you see a bar with the image of everyone on the top of your screen, there will be some arrow and you just need to click the left arrow so that your image will be the first one on your screen. Oh, okay. Thanks for that. All right. Perfect. Yeah. Got it. Thank you. You're welcome. Hi, Mr. Carey. Everyone is saying hello to you. And they are very pleased to have you with them today. Yeah, I'm pleased to be here because there's been a lot changing in the world over the last few months. So it's really good to just get together and talk about what's different and what the future is going to bring. Vừa rồi thì Minh Phương đã thay mặt các anh chị GIA để gửi lời chào của các anh chị GIA. Và Minh Phương đã có thể nhìn thấy anh chị đang chat ở trong chat bác ạ đến cho bác Kerry. Và bác Kerry rất là cảm ơn các anh chị vì đã nồng nhiệt đón chào bác. Và như bác chia sẻ thì trong vài tháng vừa qua thì thế giới đã thay đổi rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta ở đây để bàn xem là những thay đổi đó đã ảnh hưởng đến việc đầu tư của chúng ta như thế nào. Và chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo để có thể đưa ra những hành động đúng đắn nhất trong những thay đổi như vậy. Back to you, Kerry. Okay, great. Would it be okay if I share the screen now and start the presentation? Yeah, I think that's totally okay now. You are ready to go. Ready to go. Bây giờ thì bác Carrie sẽ bắt đầu chia sẻ màn hình của bác và chúng ta sẽ đi vào ngay những phần chính của buổi thuyết trình ngày hôm nay, đó chính là những xu hướng đầu tư tại bất động sản Mỹ vào năm 2020. Xin mời bác Carrie. Back to you, Carrie. Great, thanks. So like I was saying, a lot's changed over the past, you know, few weeks or few months, really. So let's take a look and see what the new trends are for real estate investment. Và như tôi đã chia sẻ thì trong một vài tuần qua, hoặc nói chính xác hơn là trong một vài tháng qua thì thế giới đã có rất là nhiều thay đổi. Vậy nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn nhận xem những xu hướng mới trong thị trường bất động sản là gì. The presentation will take about 30 minutes and then there'll be lots of time after for questions and answers. Và chia sẻ của tôi sẽ kéo dài trong khoảng 30 phút và sau đó sẽ là phần đặt câu hỏi và trả lời và tôi rất mong được đón nhận rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị GIA. So most Americans have been at home for 6 weeks now and this is what it feels like. Và rất nhiều người trên toàn thế giới không chỉ là người Mỹ đã phải trải qua là 6 tuần tự cách ly ở nhà và như anh chị có thể thấy trên hình ảnh thì chắc hẳn tất cả chúng ta đều đang cảm thấy như vậy. Yeah, it's pretty hard to keep walking past the refrigerator and not want to open it up. Và việc chúng ta cứ tiếp tục làm mỗi ngày chắc hẳn là cứ đi qua tủ lạnh sau đấy mở tủ lạnh ra xem trong tủ lạnh có gì và cứ làm đi làm lại một việc như vậy mà thôi. Let me tell you a little bit about myself. I'm a member of the Chartered Institute for Securities Investments in London, England. Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân mình trước. Tôi là một thành viên thuộc Viện Chứng khoán và Đầu tư chuyên nghiệp tại London, Anh Quốc. I'm also an engineer. I started my career designing office buildings way back in the 90s, probably before a lot of you were even born. Và tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ đầu những năm 90 và khi đó thì tôi thiết kế nội thất cho các khu văn phòng. And I have a master's degree as well from the University of Seattle. Và tôi cũng có bằng tiến sĩ từ Đại học Seattle. So I mentioned that we've been staying at home. The government's asked us to stay at home for about the last 6 or 7 weeks, but starting this week, most of the states have started to reopen for business. Và tất cả những công dân tại Mỹ đã ở nhà tự cách ly mình trong vòng từ 6 đến 7 tuần qua. Tuy nhiên là bắt đầu vào tuần sau thì một số hoạt động kinh doanh tại một số bang đã bắt đầu mở cửa trở lại. So as of today, 43 of the 50 US states have reopened.
Và tính đến thời điểm này thì có 43 trong số tổng cộng hơn 50 bang của Mỹ thì đã mở cửa các hoạt động ngay trở lại rồi đấy ạ. Yeah, so what we're hoping is that the worst is behind us, with our fingers crossed. Và ở đây thì tôi muốn chia sẻ một chút là thế giới đang chạy phía sau chúng ta đấy ạ, nhưng mà đây chỉ là chia sẻ nhỏ thôi nhé các anh chị. One interesting thing is that even during the shutdown, when everyone was asked to stay at home, construction was still allowed to continue on buildings. That's how important real estate is to the U.S. economy. Và một chia sẻ rất là hay của mà tôi muốn mang tới cho các anh chị GIA đó chính là mặc dù mọi người thì đang phải tự cách ly mình tại nhà trong vòng từ 6 đến 7 tuần, tuy nhiên là có một hoạt động vẫn được coi là dịch vụ thiết yếu và đó chính là hoạt động xây dựng. Và hoạt động này vì được coi là một dịch vụ thiết yếu như vậy nên vẫn diễn ra bình thường trong thời kỳ tự cách ly vừa rồi. Yeah, there's two reasons for that really. Real estate business creates a lot of jobs and there's a lot of people who invest in real estate. Và có hai lý do tại sao mà hoạt động này vẫn đang tiếp diễn trong thời gian như vậy. Lý do thứ nhất đó là vì là hoạt động này liên quan đến rất là nhiều việc làm và tạo ra rất là nhiều việc làm. Ngoài ra thì cũng bởi vì hoạt động này liên quan đến các hoạt động đầu tư khác nữa. A question for you. Does anyone know who the world's greatest investor is? Và bây giờ thì tôi xin được phép có một câu hỏi rất là thú vị dành cho các anh chị GIA. Các anh chị nhìn hãy trả lời câu hỏi này ở trong mục chat box nha. Anh chị có biết là ai hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới không ạ? Xin anh chị hãy để lại câu trả lời của mình trong mục chat và sau đó Minh Phương sẽ chuyển đến câu trả lời cho anh Kerry. Hi Mr. Kerry, would you mind waiting a little bit so that people yes, can yes, yes. to your question? Yeah. Minh Phương xin được nhắc lại câu hỏi ạ. Câu hỏi của bác Kerry ở đây để cho các anh chị có thể trả lời đấy là theo anh chị thì ai hiện giờ đang là nhà đầu tư lớn nhất, đầu tư nhiều tiền nhất trên toàn thế giới ạ? Oh, we have a guest. Okay. Bill Gates? Bill Gates? No, he's a great businessman, but not the who's known as the world's greatest investor. May I tell you now? Any more guesses? There are other guesses like Asia, Warren Buffett, yes. Amazon. Yeah. Warren Buffett. Yeah. Minh Phương và anh Kerry xin gửi lời chúc mừng đến anh Jackson Chang ạ. Anh đã có câu trả lời rất là chính xác và đó chính là tỷ phú Warren Buffett. Warren Buffett spoke with a lot of his investors last week. He issued a public statement. And he said what he always says, that's always bet on America. Tỷ phú Warren Buffett đã tiếp tục đầu tư vào thị trường tại Hoa Kỳ và trong tuần vừa rồi thì ông cũng đã đầu tư một số tiền rất là lớn và như ông nói đó là chúng ta hãy luôn đặt cược vào nước Mỹ. Yeah, and the reason he says that is he looks back on history and he sees for the last 240 years the US economy keeps growing and growing and growing and growing. Và lý do để ông đưa ra một câu châm ngôn như vậy đó chính là khi chúng ta nhìn vào lịch sử 240 năm qua của Hoa Kỳ thì chỉ có duy nhất một xu hướng mà thôi, đó chính là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng. Yeah, the country went through two world wars, it keeps on growing and he sees no end to that. Và Hoa Kỳ đã trải qua tới hai cuộc thế chiến và điều đó không hề làm ngăn cản lại bước phát triển của đất nước này. Here's one of the reasons that makes the US economy so amazing. Và có một lý do nữa khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ lại tuyệt vời như vậy. So during good times, it's great in America. You know, investments keep going up in value. And during bad times, they have a way to fix it. Trong những thời kỳ mà Hoa Kỳ phát triển thịnh vượng thì chắc chắn rồi, mọi người luôn luôn có những cơ hội rất là tuyệt vời tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên là trong những thời điểm mà không được tích cực cho lắm thì Hoa Kỳ vẫn luôn luôn có những phương cách để có thể sửa chữa lại những tình hình đang diễn ra và sau đó quay trở lại với đà phát triển của mình. So over the past 6 weeks while everyone was staying at home and not working or a lot of people weren't working, what the government did is they inject a lot of money into the economy. They send money to individuals, to small businesses, to big businesses, to banks, to airlines. Và trong vòng 6 tuần qua thì tôi cũng như mọi người, tôi đã làm việc ở nhà. Tuy nhiên,
điều mà chính phủ Mỹ làm đó là bơm rất nhiều tiền vào nền kinh tế dành cho những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và các ngân hàng. And here's the amount of money that they've spent so far, $6 trillion. If you look at that in terms of Vietnam dong, that's 140 quadrillion dong. I rarely see the word quadrillion, but that's what it is. Và chắc hẳn là anh chị đang nhìn thấy rất là nhiều số 0 ở trên màn hình của bác Kerry đúng không ạ? Và ở đây thì bác Kerry muốn chia sẻ về tổng số tiền mà chính phủ Mỹ đã sử dụng để hỗ trợ nền kinh tế của mình. Tính bằng USD thì đó chính là 6.000 tỷ đô la. Và khi chúng ta chuyển đổi con số đó sang tiền Việt thì nó lên tới 140 triệu tỷ Việt Nam đồng. Một con số rất là khổng lồ đúng không ạ? Yeah, there's no other country that's able to fix a bad situation like the US can. Và tôi dám đảm bảo rằng không có nhiều đất nước mà có thể đưa ra những biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế một cách mạnh mẽ như là nước Mỹ đâu ạ. So again, wanted to ask you another question, or at least something to think about, and think about how do successful investors see the world right now? Và đây lại là thêm một câu hỏi nữa mà tôi muốn có thêm tương tác với các anh chị GIA đang có mặt trong buổi training ngày hôm nay. Theo các anh chị thì các nhà đầu tư thành công trên thế giới đang nhìn nhận tình hình hiện nay như thế nào? It'd be pretty easy to see the world like this right now, dark clouds and everything kind of scary. That's one way to see it. And you know, there's some truth to that too, because you know, 70,000 people have died in the US. There's been a lot of pain and suffering. 30 million people have lost jobs, so it is a scary time. Và tôi hiểu rằng rất là dễ để có nhiều người liên tưởng tình hình hiện tại của nước Mỹ giống như bức tranh mà tôi đang chia sẻ trên màn hình của mình, đó là tăm tối, nhiều mây và có sấm sét. Tôi cũng hiểu rằng điều này hoàn toàn là dễ hiểu bởi vì hiện giờ ở nước Mỹ thì đã có hơn 7.000 người tử vong và cũng rất là nhiều người đang phải chịu ảnh hưởng rất là nặng nề và mọi người thì đang sợ hãi và điều đó hoàn toàn là một điều rất là hợp lý. But the question is, in the mind of successful investors, does the world look like this? Vậy nhưng câu or does it look like this? Vậy nhưng câu hỏi đặt ra chính là liệu trong mắt của những nhà đầu tư thành công thì thế giới trông có như vậy hay không? Và câu trả lời là không. Trong mắt của những nhà đầu tư thì thế giới hiện giờ đang trông giống như một bức tranh mà anh chị đang nhìn thấy. And of course the answer is it looks like this. It's the beautiful rainbow with a pot of gold at the end. Và như anh chị có thể thấy là chúng ta có một cầu vồng rất là sặc sỡ và ở phía xa đường chân trời đó chính là vàng đấy ạ. And there's a good reason for this too, because investors aren't looking at today. They're looking 1 year from now, 2 years from now, even 20 years from now. Và lý do để họ có thể nhìn nhận tình hình thế giới hiện giờ với một bức tranh như vậy đó chính là những nhà đầu tư thành công sẽ không nhìn nhận thế giới đầu tư vào thời điểm hiện tại mà họ sẽ nhìn xa hơn, 1 năm sau, 2 năm sau và thậm chí là tầm nhìn tới tận 20 năm sau. And that's where they get the power to invest. That's why they want to invest, because they can see the future. Và đó chính là động lực, là nguồn năng lượng để cho họ có thể đầu tư. Họ đã nhìn thấy tương lai và cái điều thúc đẩy họ đầu tư chính là tầm nhìn của họ trong tương lai. Oops. Sorry. Because if they thought the world looked like this, no one would invest money. They'd be scared. They have so much fear, they'd be absolutely paralyzed. Và nếu mà bản thân họ cũng nhìn nhận thế giới giống như bức tranh mà anh chị đang nhìn thấy thì chắc chắn là họ sẽ rất là ngần ngại, họ sẽ không dám quyết định đầu tư, không dám rót tiền của mình vào những khoản đầu tư đâu ạ. So this is what they see. Nhưng mà trên thực tế thì đây mới chính là điều mà họ đang nhìn nhận. Okay, so let's look at some more detailed information. I wanted to talk about all the different types of real estate investments. Và sau đây thì tôi sẽ chỉ cho anh chị nhìn thấy những cái xu hướng mới hiện tại trong thị trường đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ. Làm sao để anh chị cũng có được những cái nhìn giống như những nhà đầu tư thành công, một bức tranh sáng sủa về thị trường đầu tư. Yeah, so we'll look at commercial real estate first, which is, you know, office buildings, all the things which is operates as a business. And then we'll also look at residential real estate, basically homes that you either live in or rent out. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị hai kênh đầu tư. Kênh đầu tư thứ nhất đó chính là bất động sản thương mại với những tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn,
tòa chung cư hoặc là các nhà kho. Và kênh thứ hai đó chính là kênh bất động sản nhà ở, gồm các căn nhà đơn lập và các khu căn hộ. Okay, let me ask you another question. We're going to look at the different types of real estate, and I want you to tell me if you think it's a good investment or not a good investment. And remember, think about how a successful investor thinks in the future. Và bây giờ chính là phần mà tôi rất là mong đợi được đón nhận nhiều tương tác, nhiều câu trả lời từ các anh chị GIA. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh chị rất là nhiều kênh đầu tư, và tôi rất mong các anh chị cùng tôi dự đoán xem là với suy nghĩ của các anh chị thì những kênh đầu tư này là những kênh đầu tư tốt hay là chưa tốt. Anh chị hãy nhớ là chúng ta hãy đặt địa vị mình vào tư duy của những nhà đầu tư thành công nhé. Và đây chính là kênh đầu tư đầu tiên. Okay, so retail, which is basically shopping malls, shopping centers. What do you think? Is that a good investment? Vậy kênh với kênh đầu tư đầu tiên này, mới mặt bằng bán lẻ và trung tâm thương mại, thì các anh chị GIA đang nghĩ gì ạ? Liệu đây có phải là một kênh đầu tư tốt trong thời điểm hiện tại và sẽ phát triển trong tương lai hay không? Mr. Carey, I have received many answers from our GIAs. Okay, what are they saying? 80% of them say that it's a no, and 20 of them say that it's a yes. How are your ideas? I say it's a no. And the reason for that is that this has been a trend for a while now. People are shopping online. People stay at home. They shop online, get things delivered to them. So all these stores and the shopping malls are starting to close in America. Và anh Carey muốn gửi lời chúc mừng đến những anh chị đang có câu trả lời với dự đoán là đây là một kênh đầu tư không tốt. Và lý do đằng sau sự lựa chọn này chính là hiện giờ đang có một sự thay đổi trong xu hướng mua sắm tại Hoa Kỳ. Những người dân đang chuyển hướng sang mua online, mua trực tuyến nhiều hơn. Và đó chính là lý do mà các hoạt động bán lẻ và trung tâm thương mại hiện giờ đang bị giảm sút và có khá nhiều gian hàng đang phải đóng cửa. Do đó về tương lai thì đây chưa đã hẳn đã là một kênh đầu tư tốt cho các nhà đầu tư. And now that people have been stuck at home for 6 weeks, they've been forced to order things online, and they like it. So that trend is going to continue. Và mọi người đã phải ở nhà trong vòng 6 tuần liền rồi, và dù muốn hay không thì họ vẫn bắt buộc là phải đặt hàng từ các dịch vụ trực tuyến. Và sau khi đã làm quen với nó thì họ đã bắt đầu thích nó rồi đấy ạ. What do you think about office buildings? Tôi xin giới thiệu với anh chị một kênh đầu tư thứ hai, đó chính là các tòa nhà văn phòng. Theo các anh chị GIA thì đây có phải một kênh đầu tư tốt hay không ạ? Xin anh chị hãy comment vào mục chat để Minh Phương có thể chuyển câu trả lời của các anh chị đến cho anh Carey nhé. Hi Mr. Carey, I think that the 90% of them say no and just 10% say yes. Oh, very smart people. I was going to say, if you would have asked me 6 months ago, office buildings were a great investment, but now, not so good. Anh Carey muốn gửi lời khen tới các anh chị GIA, các anh chị rất là thông minh, rất là sáng suốt trong thời điểm hiện tại đấy ạ. Có thể là 6 tháng trước thì anh Carey sẽ chia sẻ với các anh chị rằng đây là một kênh đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì không chắc. Over the past couple months, companies have learned that, you know, workers can stay at home. They can do meetings just like we're doing a meeting right now. It's cheaper and they don't have to have as much office space. Và trong thời điểm 6 tuần vừa qua thì mọi người cũng đều đã làm việc tại nhà và các công ty đã được trải nghiệm việc đó. Họ thấy rằng hiệu quả thì vẫn giữ nguyên, mà trong thời điểm đó thì họ có thể cắt giảm rất là nhiều chi phí văn phòng và họ cảm thấy thích xu hướng đó. So many companies across the US are going to be reducing their office space, there'll be less demand for office space. Và trên khắp nước Mỹ thì có rất là nhiều công ty đang cắt giảm nhu cầu của họ đối với các mặt bằng văn phòng, và điều đó dẫn đến việc là các mặt bằng văn phòng đang không phải là một kênh đầu tư tốt trong thời điểm hiện tại. So student housing, these are apartments where students live that are close to the universities or colleges where they go. Và kênh đầu tư tiếp theo mà tôi muốn các anh chị đưa ra dự đoán của mình đó chính là ký túc xá cho học sinh sinh viên, nơi các học sinh sinh viên sẽ cư ngụ khi mà đi học tại một trường đại học cao đẳng nào đó. Theo các anh chị ở đây có phải là một kênh đầu tư tốt hay không ạ? They usually have maybe 6 or 8 students in each unit so they can share the costs and keep the rent down.
Và cũng giống như ở Việt Nam thì trong một phòng ký túc xá tại Mỹ sẽ có từ 6 đến 8 sinh viên và họ sẽ chia sẻ một phòng với nhau để cắt giảm bớt các chi phí khi mà đi học. So what do you think? Oh, I think that we have a diverse situation here. I think that 90% of them saying yes and just 10% saying no. Okay, would you mind, you know, noticing who is the winner here? Okay, yeah. 6 months ago, student housing was a great investment. 6 tháng trước thì ký túc xá học sinh sinh viên chính là một kênh đầu tư rất tốt. But now it looks like there's going to be a bigger push towards online learning. A lot of students won't be physically going to the universities or colleges. They'll just stay home and they'll do the courses online. Tuy nhiên là trong thời điểm hiện tại thì chắc hẳn anh chị cũng đã dự đoán được rồi đấy ạ. Các học sinh đang được tạo điều kiện để học các khóa học ở nhà và họ không nhất thiết là phải đến trường để học. Do vậy nên là nhu cầu dành cho các ký túc xá học sinh sinh viên chắc chắn là cũng sẽ đi xuống. The other issue is that there's usually maybe 8 people in each one of these units and right now people don't want to be in big groups. Và một vấn đề nữa đó chính là có tới 6 đến 8 sinh viên trong cùng một căn ký túc xá và trong thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ không muốn tập trung theo một nhóm đông người. Và đó chính là những lý do tại sao mà đây chưa phải là một kênh đầu tư tốt. Lần này thì Minh Phương sẽ gửi lời chúc mừng đến những anh chị thiểu số đã có câu trả lời là no. Okay, so this might sound strange to you. I know in Vietnam when someone turns gets older, they go and they live with their family, right? Kênh đầu tư tiếp theo thì có vẻ sẽ hơi lạ đối với là các nhà đầu tư tại Việt Nam. Tại vì là ở Việt Nam thì tôi hiểu rằng khi mà mọi người già đi thì họ thường có xu hướng đến sinh sống với gia đình của con cái họ. But in the US, it's a little bit different. When people get old, we send them off to live with other old people in a seniors housing unit. Tuy nhiên là ở Mỹ thì tình huống lại hơi khác một chút. Khi mà mọi người già đi thì họ thường có xu hướng là đến các khu dưỡng lão để sống với những người già cũng trong cùng tầm tuổi với họ. What do you think? Anh chị nghĩ thế nào ạ? Đây liệu có phải là một kênh đầu tư tốt trong thời điểm hiện tại hay không? I think that it's a tie here, Mr. Carey. We have about, you know, 55% of them say no and somehow like 45% of them say yes. Okay. Yeah, again, 6 months ago, this was considered a very good investment. Và lại một lần nữa, anh Carey muốn chia sẻ với anh chị GIA đó chính là 6 tháng về trước thì đây là một kênh đầu tư cực kỳ tốt. Yeah, Vietnam has a very young population, lots of young people, but in the US there's a lot of older people and so there's a great demand for this kind of housing. Ở Việt Nam thì dân số của chúng ta rất là trẻ, vậy nên là nhu cầu cho các khu dưỡng lão này chưa nhiều. Tuy nhiên là ở Mỹ thì dân số của chúng tôi già hơn khá là nhiều, do đó là nhu cầu của khu dưỡng lão đang rất là lớn. However, with the coronavirus, it hit very hard in this kind of housing and a lot of old people died in seniors housing. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của dịch COVID-19 thì những khu nhà dưỡng lão này đang chịu ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì trên thực tế là có rất là nhiều người già trong các khu dưỡng lão này đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ căn bệnh COVID-19. So not only is that bad on a human level, but also it's going to result in a lot of lawsuits. People will sue the other people and take them to court because this has happened. Và điều đó đã ảnh hưởng đến những người đang sinh sống tại đây và cũng có rất là nhiều gia đình cũng muốn là đưa cha mẹ và người thân lớn tuổi của họ quay trở về nhà nữa. Yeah, I don't think seniors housing will be a good investment until we have a vaccine to protect us from coronavirus. Và vì lý do đó thì tôi nghĩ rằng đây chưa phải là một kênh đầu tư tốt cho đến khi các nhà khoa học sẽ tìm ra một loại vaccine cho coronavirus. Yeah. I've been visited lots of seniors housing and believe me, the people don't look as happy as they are in this picture. Cá nhân tôi đã ghé thăm rất là nhiều khu dưỡng lão và các anh chị hãy tin tôi, những người già sinh sống tại đó thì trông không được sự hạnh phúc như những bức ảnh mà anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình đâu ạ. Warehouses. This is where basically products are stored. Và đây chính là kênh đầu tư tiếp theo mà anh chị hãy đưa ra dự đoán của mình nhé. Đó chính là các mặt bằng công nghiệp và nhà kho.
anh chị nghĩ thế nào ạ? Anh chị hãy để lại câu trả lời của mình ạ. Hi, Mr. Carey. I think that there are 80% of them who are saying yes, and they are giving the reason that the online manufacturer, online service needs the, you know, the space to store their products. Is that right? Yeah. Can you tell us? That's exactly right. Yeah, when you order something online, they store it in these warehouses, so it's close to where you live, easy to ship out. So yeah, there's huge demand for industrial warehouses, great investment. Và Minh Phương có thể thấy là có các anh chị GIA đã đưa ra những lý do rất là hay, đó chính là trong thời buổi hiện tại thì với xu hướng là mua sắm trực tuyến thì chắc chắn là nhu cầu của nhà kho mặt bằng công nghiệp thì cũng sẽ tăng lên. Và bác Kerry cũng muốn chia sẻ là anh chị hoàn toàn thông minh, hoàn toàn sáng suốt với lựa chọn và đưa ra được lý do như vậy. Bởi vì là khi mọi người mua hàng trực tuyến thì các kho hàng sẽ ở càng gần vị trí của họ thì càng tốt. Nó sẽ cắt giảm được các cái chi phí giao chuyển. Đó chính là lý do tại sao hiện giờ nhu cầu cho các mặt bằng công nghiệp và nhà kho thì hiện đang tăng lên tại Hoa Kỳ. Đây chắc chắn là một kênh đầu tư rất là tốt. Hotels, what do you think? Vậy còn khách sạn thì sao ạ? Các anh chị nghĩ sao về kênh đầu tư khách sạn? And remember, don't think of that scary picture with the dark skies. Think about 2 years from now. Và bác Kerry vẫn muốn nhắn nhủ anh chị đó chính là chúng ta đừng nhìn một bức tranh u ám mà hãy nhìn bức tranh tươi sáng trong 11 đến 2 năm sau để đưa ra dự đoán của mình. I think that we have about 70% of them say yes with the reason that right now this might not be a good investment, but in the future it might be. Yeah, people are going to travel again. You know, it's sort of it's just what people do. I see this is coming back again, but right now, correct, it's not a good investment. A lot of these places aren't even open. Và anh Kerry cũng đồng ý với các ý kiến của anh chị GIA, đó chính là hiện giờ thì đây chưa hẳn là một kênh đầu tư tốt. Tuy nhiên trong tương lai thì mọi người chắc chắn là sẽ đi du lịch trở lại. Bởi vậy là trong tương lai thì chắc chắn kênh đầu tư này sẽ hồi phục rất là nhanh và khi đó sẽ lại trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn. Yeah, but because we believe these are good investments, later in the year we're going to try and see if we can find a good hotel partner to find us a hotel that's selling for cheap. And then maybe make that a good investment. So we're keeping our eye on hotels. Và đây cũng chính là một cơ hội dành cho các nhà đầu tư nữa. Cá nhân tôi đến luôn luôn để mắt đến các khách sạn và tôi đang tìm kiếm những khoản đầu tư bán khách sạn với một cái mức giá rất là rẻ do ảnh hưởng trong thời kỳ hiện tại. Và đó chính là cơ hội của tôi để có thể sở hữu những căn khách sạn vào thời điểm này và sẽ kiếm cho mình những giá trị trong tương lai. Last one, apartment buildings. Và kênh đầu tư cuối cùng trong lĩnh vực bất động sản thương mại chính là các tòa chung cư và khu căn hộ. Các anh chị nghĩ thế nào? People are saying yes to you, Kerry. Yeah. I love apartment buildings. You know, people have to have some place to live. The population in the US is growing. They're great investments. Chắc chắn rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với các anh chị. Tôi cũng yêu kênh đầu tư này của các tòa chung cư và các khu căn hộ. Mọi người thì đang luôn luôn cần một chỗ để sinh sống và hiện giờ thì dân số của Hoa Kỳ cũng đang tăng lên và điều đó sẽ sinh ra một nhu cầu nhà ở rất là lớn. In April and May, some people are having trouble paying the rent because a lot of people lost their jobs, but that's where that helicopter money comes in. The government is helping people to pay and get everyone over the problem. Và trong tháng 4 và tháng 5 thì có rất là nhiều người đã gặp vấn đề trong việc là trả tiền thuê nhà bởi vì là họ đang bị mất việc. Tuy nhiên là họ hoàn toàn không phải lo lắng bởi vì như tôi đã chia sẻ thì chính phủ đã có những biện pháp hỗ trợ, có một chiếc trực thăng đấy ạ, một trực thăng cứu hộ để thả tiền xuống cho những người lao động ở đây để họ có thể trải qua cái thời kỳ khó khăn này. Okay, let's take a look at houses. I saw an article this week from the chief economist at Zillow, and they did an analysis of housing prices. Còn thị trường nhà ở thì sao ạ? Bây giờ thì tôi muốn mời các anh chị GIA cùng tôi nhìn nhận thị trường nhà ở hiện tại qua một biểu đồ của một chuyên gia về kinh tế đăng tải trên trang web cực kỳ uy tín, trang web Zillow.
They believe that housing prices will drop by about 2 to 3% this year, which is very, very little, and then start to rise again. Họ đã đưa ra dự đoán là giá nhà trong năm 2020 sẽ giảm chỉ có từ 2-3% thôi, và đó chính là một con số rất là nhỏ, và sau đấy thì giá nhà sẽ quay trở lại tăng đều đặn vào năm 2021. And if you look at the chart, you'll see that we're probably at or very near that low point. Và nếu anh chị có thể nhìn thấy ở trong biểu đồ thì chúng ta đang có 3 đường. Đường trên cùng đó chính là đường dành cho một dự đoán mang tính lạc quan. Đường ở giữa là đường chỉ ra một dự đoán trong tình huống mà dễ xảy ra nhất. Và đường cuối cùng, đường thấp nhất đó chính là dự đoán của các nhà kinh tế trong cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và anh chị nhìn thấy cái đường most likely của chúng ta, tình huống dễ xảy ra nhất thì nó, giá nhà chỉ giảm khoảng 2-3% thôi ạ. So there's a few reasons why we think that residential homes are going to keep increasing in value. Và có một vài lý do giải thích tại sao mà chúng ta nên tin tưởng rằng giá các nhà ở hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều hoặc là thậm chí là vẫn giữ nguyên. Yeah, first of all, the housing market was very, very strong in January and February before coronavirus, and there weren't enough houses on the market. Và lý do đầu tiên đó chính là trước khi coronavirus xảy ra thì vào tháng 1 và tháng 2 của năm 2020 thì thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ và số lượng nhà mà đang ra bán rất là thấp, nguồn cung đang thấp hơn nhiều so với nguồn cầu. Buyers can get a loan from the bank at the lowest rates ever. Ngoài ra thì các chủ sở hữu nhà cũng hoàn toàn có thể là đi vay với những khoản lãi suất mà thấp nhất trong lịch sử. For Americans right now, the interest rate is about 3%, and that's payable over 30 years. Và lãi suất này thì khoảng 3% thôi, và cái giá nhà này chúng ta có thể trả trong vòng tới 30 năm. Đó là một thời hạn rất là dài, đúng không anh chị? Also, there's a lot of people in what we call the millennial generation. I'm sure a lot of you are millennials. They're reaching that age of 30, 35. They've got careers now, and they want to buy their first home. Và có một thế hệ đó chính gọi là thế hệ millennial đấy ạ, thế hệ người trẻ sinh vào những năm cuối 90 và đầu 2000. Hiện giờ thì họ đã bắt đầu có những công việc rất là ổn định của riêng mình và họ cũng mong muốn sở hữu những căn nhà đầu tiên cho bản thân đấy ạ. These are usually homes on that are less expensive, under $300,000. Và có rất là nhiều căn nhà thích hợp dành cho họ, đó là những căn nhà mà có giá dưới $300,000. Yeah, and I was speaking with our partners at Lennar today. They're the largest home builder in the U.S. Và tôi vừa có một cuộc đối thoại với đối tác của US Home Company Group, đó chính là tập đoàn Lennar, tập đoàn xây dựng số 1 tại Hoa Kỳ, và họ có chia sẻ với tôi về tình hình hiện tại. Yeah, Lennar typically sells about 60,000 homes every year. Lennar thì hiện bán tới 60,000 căn nhà tại Mỹ mỗi năm. What they believe is that there's not going to be enough homes on the market in the fall and the winter. So they think that if there's not enough homes on the market, prices will go up. Và họ cũng chỉ ra với tôi rằng hiện giờ thì nguồn cung nhà ở đang rất là hạn chế trên thị trường. Và với một nguồn cung hạn chế như vậy thì chắc chắn rằng giá nhà sẽ tăng lên. Just a quick graph to show you what's been happening in the housing market. This is the number of sales. You can see that sales started to drop and they came to their lowest point at the beginning of April. Trên đây là một biểu đồ để anh chị có thể nhìn thấy về doanh số bán nhà tại Hoa Kỳ. Thì vào thời điểm là đầu tháng 4 thì doanh số bán nhà đang giảm xuống hơn một con số khá là nhỏ, đó là chỉ có 15% thôi. Yeah, this is not prices, but this is just the number of houses that sold during that time. Đây không phải là con số về giá trị giá bán của căn nhà, mà là con số về doanh số bán nhà, đếm số căn nhà được bán giao. So you can see that the beginning of April looked to be where we hit the bottom and things have started the upward trend again. Và anh chị GA chắc chắn là có thể thấy rằng chúng ta đã đạt cái điểm đáy vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2020 và kể từ thời điểm đó thì doanh số bán nhà đã bắt đầu đi lên. Just one other point I wanted to make about buying a home, and that is what's happened with everyone staying home right now is that they can't
they don't want to go and actually look at the home. They don't want to go see it in person. Và một xu hướng mới trong thị trường nhà ở hiện tại đó chính là mọi người sẽ không muốn tự mình đến thăm những căn nhà hoặc là gặp gỡ những chủ nhà để xem căn nhà của mình. Và đây chính là giải pháp cho họ. Yeah, so this has forced the sellers to improve their online or their virtual tours. So now you can get good drone footage of the house from the outside, then some pictures, then a nice virtual tour from the inside. It really makes it a lot easier for American buyers and foreign buyers, of course. Và đây chính là giải pháp mà những người bán nhà đang buộc phải tìm kiếm và tìm cách phát triển để có thể hỗ trợ người mua nhà một cách tốt nhất. Họ sẽ có những tour xem nhà trực tuyến cũng như là những tour xem nhà thực tế ảo. Thậm chí là một số người bán nhà còn có những máy bay không người lái sẽ bay trên mỗi căn nhà để có thể chụp và quay video gửi những hình ảnh chân thực nhất đến cho những người quan tâm muốn xem và mua nhà. Hey, great. Thanks everyone. I'd love to hear your questions right now. Happy to answer whatever you have. Và đó chính là tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị GIA trong buổi training ngày hôm nay về các xu hướng mới tại thị trường đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ vào năm 2020. Và tôi tin rằng hiện giờ thì các anh chị GIA đang có rất là nhiều câu hỏi và tôi rất là mong chờ các câu hỏi của anh chị để có thể giải đáp và hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất. Yes, thank you Mr. Carey a lot. Rất là cảm ơn anh Carey, đúng không ạ? Chúng ta thấy là chúng ta vừa có một bài phân tích thông tin, phân tích thị trường rất là đầy đủ mà bản thân Nga thì Nga thấy là rất là hữu ích. Chúng ta vừa có một, các anh chị chúng ta có thấy không ạ? Chúng ta vừa có một bài phân tích tiềm năng thị trường bất động sản Hoa Kỳ giúp chúng ta luôn đó. Chúng ta được điểm qua hết những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái tiềm năng của hầu như, đúng không ạ, hầu hết những cái loại hình bất động sản trên thị trường hiện nay. Chúng ta có thể cùng tham khảo cái cách đánh giá của anh Carey để mà từ đó có cái lựa chọn đầu tư phù hợp cho chính bản thân mình, cho gia đình mình. Và thêm nữa thì đó là những cái kỹ năng và những cái kiến thức Nga nghĩ là rất là quan trọng khi chúng ta trở thành một cố vấn đầu tư cho những cái khách hàng tương lai, đúng không ạ? Dạ. Và mọi người đang nói lời cảm ơn tới anh Carey rất là nhiều trên khung chat ạ. Yes. Thì và Nga nghĩ là để chúng ta, nếu mà có chúng ta mong muốn hiểu được sâu hơn nữa, và trong suốt bài thuyết trình vừa rồi, nếu mà tất cả các anh chị, các bạn GIA có bất kỳ những câu hỏi nào thì đây là một dịp vô cùng tốt để chúng ta có thể được trao đổi trực tiếp với chuyên gia đó các anh chị. Về các anh chị chúng ta có thể đặt những câu hỏi về đánh giá của bản thân anh Carey với những cái kiến thức và kinh nghiệm của anh về một số những cái lĩnh vực cụ thể, hay là những điểm mà các anh chị cảm thấy muốn được làm rõ hơn trong suốt bài thuyết trình vừa rồi, ví dụ như vậy. Hello Carey, that's so great. Hi Carey. Yeah, very good. How are you? Great, great, doing good. I love your vest. Oh, thank you. It's nice. The logo as that's the opposite U.S. home. Is it backwards? Yes. Is the logo backwards? Yes. Yes. Oh, here, let me. Okay. I'm gonna change that. 1 second. Thay mặt anh Carey. Just had a new hairstyle. Like me, I had new hairstyle every day. Yes. How's that? Is it better? I think okay. Next time you should have the new style, new okay. Hairstyle. Like me. Yeah, I'd like to. Maybe I'll wear a hat. Okay, everyone. Nãy giờ có nhiều thông tin tuyệt vời quá ha. Dạ. Bạn có câu hỏi gì dài nè? Dạ, đúng rồi ạ. Thì vâng, này, em cảm ơn chị Cam Ly. Chị Cam Ly xuất hiện là giúp mọi người coi như là ai đang ngồi dựa lưng vào ghế là tỉnh hơn tí ấy chị.
Dạ. Và thì và ngay lập tức có câu hỏi liền. Chị Cao Ly xuất hiện là các bạn tỉnh ngay và có câu hỏi liền. Dạ, và có một câu hỏi rất là hay, Nga xin phép sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, và nhờ Minh Phương sẽ chuyển ngữ tới anh Kerry ha. Đó là một chuyên gia tài chính, hoặc bạn nói là chuyên gia tài chính GLO có nói thị trường sẽ giảm nhẹ 2-3% trong năm 2020 và tăng dần từ năm 2021. Vậy câu hỏi là sao mình không tham gia thị trường từ 2021 để được hưởng giá có xu hướng tăng? Vì nếu tham gia từ 2020 thì gần như cầm chắc trong tay sẽ giảm từ 2-3%. Yeah. Wow, một câu hỏi rất là hay. Yes, xin mời Minh Phương và Mr. Carey. Vâng, em cảm ơn chị Huyền Nga, cảm ơn anh Phạm Quang Thái Dương. Em sẽ xin được chuyển ngữ câu hỏi này và gửi đến anh Carey ạ. Hi Mr. Carey, our GIA would like to have your answer to a very interesting question. As you said before, we have an economist from Zillow that predicted that the market will decline a little bit from 2-3% in this year, 2020, and they will recover and go back to increase in 2021. So why should we buy some, you know, property in this year, 2020? Why you know for sure that the value will decrease from 2-3%? Why don't we buy the property in 2021 when we are sure that it will recover? That's a great question. And there's two ways to look at that. We're probably at the lowest point right now because people are more scared now than they ever are, and they're not buying homes. So that 2-3% decline is probably where we are right now on the chart. Và có một vài lý do khiến tôi muốn các anh chị là nhìn nhận thời điểm này chính là một thời điểm rất là tốt để đầu tư. Lý do thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ thì thời điểm mà giá giảm từ 2-3% chính là thời điểm hiện tại. Hiện giờ thì chúng ta đang thu mua những bất động sản với giá thấp nhất rồi đấy ạ. Also, there's two ways to look at it. As we talked about the different kinds of investors and what they're thinking about, are they scared to buy right now? And it's okay to wait a year. It really is for some people. The price might be a little higher a year from now. We don't know. But for some people, that is the better option. But for the investors that think about how they can make the most money, they look at the opportunities today. Và quay lại với hai bức tranh mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở phần trước, đó là có hai kiểu đầu tư. Một kiểu đầu tư là đang khá là sợ hãi và nhìn nhận thời điểm hiện tại như là một thời điểm mà hơi tăm tối một chút. Và một kiểu nhà đầu tư đó là chúng ta đã nhìn nhận về những tương lai tươi sáng và nhìn nhận thấy những cơ hội trong thời điểm hiện tại. Và việc thu mua nhà tại thời điểm hiện tại chính là khi chúng ta nhìn nhận vào các cơ hội trong tương lai. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể thu mua vào với giá rất là thấp và sau đó là hưởng lợi từ việc là giá nhà sẽ hồi phục và gia tăng trong tương lai. So I would also say that there are two different kinds of investors. Some people like to take a little risk, and some people like something that's a little bit more safe, even if they have to pay more money. So it's going to depend on the person too. Và tôi cũng muốn chia sẻ rằng quyết định đầu tư vào thời điểm hiện tại hay không cũng phụ thuộc vào phong cách đầu tư của các anh chị nữa. Chúng ta có hai kiểu nhà đầu tư, là một kiểu nhà đầu tư là ưa thích sự an toàn, còn một kiểu đầu tư là chúng ta chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy là lợi nhuận có thể cao hơn trong tương lai. Và nếu bây giờ thời điểm hiện tại anh chị đầu tư là chính là anh chị đang chấp nhận một chút rủi ro, một chút mạo hiểm để chúng ta mong chờ rằng mạo hiểm của chúng ta sẽ quay trở lại đền đáp cho chúng ta vào tương lai. Bởi vậy nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc là anh chị theo đuổi phong cách đầu tư nào để đưa ra quyết định là đây bây giờ có phải là một thời điểm tốt để đầu tư hay không. Yes. Yeah, that's all right. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Carey, a lot. I think it's a very, very comprehensive question, and your answer is a lot of interesting information. Yes. Thì nghe thấy là một câu hỏi rất là hay và cũng cho chúng ta cái cách nhìn thêm về cách đánh giá nhà đầu tư và từ đó chúng ta có thể có cái hướng tư vấn phù hợp, đúng không ạ? Luôn luôn có hai kiểu nhà đầu tư như anh Kerry chia sẻ, những nhà đầu tư sẽ muốn có lợi nhuận cao hơn và có cái gọi là
mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn một chút để mà lần nhận được lợi nhuận tốt, và có những nhà đầu tư thì sẽ có mức độ thấp hơn một chút thì sẽ lựa chọn ở cái giai đoạn mà chắc chắn là đã tăng. Ví dụ chúng ta nhìn biểu đồ đúng không ạ, đi qua cái đáy lên rồi thì lúc đó mới vô. Có nhà đầu tư thì thích để mà được cao hơn, lời cao hơn thì sẽ vô ở cái mức thấp hơn. Dạ. Giống như lúc nãy nghe thấy có một chị, một bạn Trang có comment là thấp thì mình mua. Yes. Với nhiều người thì đánh giá đó là cơ hội thì họ sẽ hành động thôi, đúng không ạ? Bạn Jin sẽ trả lời thêm một chút xíu về cái quan điểm mà bên phía Cam Ly cũng như là một số các nhà đầu tư lớn. Tham gia vào thị trường bất động sản có nghĩa là muốn tham gia vào một cái việc đầu tư lâu dài. Và đây là một nơi trú ẩn an toàn cho tài sản. Nên lúc nào thị trường cũng có những người cần phải có những cái kênh để mà trú ẩn. Thời điểm nào cũng có hết. Và hiện nay thì nước Mỹ vẫn đang giao dịch rất là nhiều, đúng không nào? Vẫn đang có những công ty bán ra, những căn nhà được bán ra và vẫn có rất là nhiều người mua vào. Thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi nhà đầu tư. Với một số nhà đầu tư lớn vào cái thời điểm ngay sau Tết Việt Nam mình đó, khi mà chớm dịch đó, thì cũng đã nhanh chóng mua cho mình một số tài sản nhỏ và lớn, và cho đến nay thì những cái nhu cầu đó cũng vẫn trải dài. Mặc dù rằng họ cũng biết rằng đợi thêm một chút nữa có thể là xuống vài phần trăm chẳng hạn, nhưng nếu như nhìn ra một cái bức tranh dài xa hơn 3 năm 5 năm thì cái 2-3% nó không có đáng là bao nhiêu để cho họ đợi, vì họ đợi thêm nữa thì cái cơ hội đó của họ cũng có thể vụt đi mất. Những cái căn nhà mà họ rất là thích, hoặc là những căn hộ, hoặc là những cái cơ hội đầu tư nào đó, hoặc là thậm chí họ mua để đó thôi. Thì cái việc cần phải mua ngay đó là những cái nhu cầu tồn tại rất là lớn của các nhà đầu tư. Nên với tư cách là những GIA thì chúng ta sẽ gặp được những cái luồng khách hàng đó khi mà chúng ta có được một cái sự tinh ý. Thêm nữa đó là bây giờ chúng ta đang được luyện và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để mà chúng ta học và chúng ta quen với thị trường nữa. Thì lúc này là lúc mà chúng ta hoàn toàn rất là tốt để mà bắt đầu tham gia vào thị trường nha mọi người. Như Cam Ly, bản thân Cam Ly là tham gia vào thị trường cũng vào cái thời giai đoạn suy thoái là 2008, đầu 2008. Và đây cũng đúng là cái cơ hội mà Cam Ly nhìn thấy rằng là tất cả các bạn sẽ là có một cái cơ hội rất là lớn trong năm nay và năm sau. Chúng ta không phải là đợi đến năm sau thì mới đi nhận nhà đầu tư, mới đi tìm nhà đầu tư, đúng không nào? Đó là về cái quan điểm mà Cam Ly nhìn thấy cái cơ hội dành cho GIA là như vậy. Yes, cảm ơn chị Cam Ly. Chúng ta lại vừa có thêm một tư duy cũng rất là hay đó các anh chị. Dạ, rất là hay. Và Nga nghĩ rằng cũng trả lời cho câu hỏi này, cũng trả lời cho khá nhiều những thắc mắc của các anh chị, đúng không ạ? Có thêm một câu hỏi từ bạn Yin Ho về việc đầu tư vào kênh khách sạn. Bạn nói rằng hiện tại với tình hình dịch như hiện nay thì kênh khách sạn là không có làm việc, trong tương lai khoảng 5 năm nữa vẫn không phát triển tốt thì việc mình đầu tư vào khách sạn sẽ gặp rủi ro vì không hoạt động được. Như vậy thì anh Kerry đánh giá như thế nào? Và trong thời gian để khách sạn phát triển thì chúng ta phải chờ đợi. Bạn biết không giấu thì ngang cũng hơi nhưng mà ý là như vậy. Ý bạn là trong thời gian để khách sạn phát triển chúng ta phải chờ đợi nhiều. Đó, thì chúng ta như thế. Thì anh Kerry có thể đưa ý kiến về vấn đề này ạ. Cái là bạn cho là trong thời gian đó thì thời gian khách sạn phát triển thì coi như là đầu tư chúng ta là lỗ, phải đợi lỗ rất nhiều. Em xin cảm ơn chị Cam Ly vì những kiến thức và những kinh nghiệm rất là hay của chị.
với bổ sung thêm và hoàn thiện thêm cho câu trả lời của anh Kerry. Và sau đây thì em xin phép được chuyển tải câu hỏi của anh In Ho tới bác Kerry Chamber. Hi Mr. Kerry, we have another question from Mr. In Ho about the hotel investment. He wants to know your opinion about the hotel right now and in the period of 5 years later. He is saying that in this pandemic of COVID-19, the hotel is not working very well. And if we are investing in the hotel right now, we have to wait for a long time so that the hotel can recover and bounce back. And in that waiting time, maybe 4 years and 5 years, they will be worried a lot about their loss. What is your opinion about that? Yeah, my opinion is that I don't believe it's going to be 4 or 5 years. Where I am, hotels are going to start to reopen next month. Now, they're not going to be full next month, but they're going to start to reopen. And people are going to start traveling again. Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này của anh Inho đó chính là tôi nghĩ rằng thị trường khách sạn sẽ không mất 4 đến 5 năm để hồi phục trở lại đâu ạ. Có thể là nó chỉ mất vài tháng thôi. Và tôi có đầu tư vào một khách sạn và trong tháng vừa rồi thì khách sạn không có hoạt động. Tuy nhiên là trong tháng sau thì khách sạn sẽ mở cửa hoạt động trở lại. Và tôi tin rằng khi mọi người đi du lịch trở lại, khách sạn sẽ trở lại kín phòng. In the United States right now, there are a lot of really, really big investors with billions of dollars that are just waiting for this summer and this fall to buy hotels for cheap. So, I mean, they're lining up. They're hoping that some of these hotels will go out of business so they can buy them cheap because they believe in the investments. Và hiện giờ thì cũng đang có rất là nhiều nhà đầu tư khổng lồ tại Mỹ với số vốn rất là mạnh đang chờ đợi vào mùa hè và mùa thu này, khi mà giá của các khách sạn giảm xuống thì họ sẽ ngay lập tức đầu tư và sở hữu những khách sạn này. We're going to be looking for those hotel deals later this year also. The only problem is that your money has to be all ready to go immediately. So if you need $10 million, it has to be ready to go next week because these deals, you have to take them immediately. Và bản thân chúng tôi, Camry Group và US Home cũng đang tìm kiếm những cơ hội như vậy. Chúng tôi đang định hướng nhìn nhận và đánh giá các cơ hội thu mua lại các khách sạn vào thời điểm cuối năm nay. Và tất cả những việc mà chúng ta, các nhà đầu tư đang cần làm vào thời điểm hiện tại chính là chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền của mình. Bởi vì ví dụ như là một khách sạn có giá trị tới 10 triệu đô la và chúng ta đặt hợp đồng mua nó, ngay chúng ta phải có sẵn sàng 10 triệu đô la đó trong tài khoản. Và khi mà giao dịch hoàn tất chỉ có thể là 1 đến 2 tuần sau thôi ạ. Vậy nên là đây vẫn là một kênh đầu tư mà tôi nghĩ rằng rất nhiều nhà đầu tư đang nhìn vào và tìm kiếm một cơ hội. I also wanted to get back to the previous question too, because it relates to this one, and I think it comes down to the same kind of idea. Và tôi cũng muốn chia sẻ quay trở lại với câu hỏi vừa rồi một chút, bởi vì tôi nghĩ rằng là hai câu hỏi này có mối liên quan đến nhau. As an investor looking at this moment right now, it's the dark clouds and it's the rain and it looks scary. But you can't be looking at that. As an investor, you're looking at what is this going to be 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, 5 years from now. That's where the profit is made. Và giống như tôi đã chia sẻ, cũng như là chia sẻ từ chị Cam Ly, thì là một nhà đầu tư thì chúng ta không nên nhìn vào tình hình đang hơi nhiều mây trong thời điểm hiện tại, mà mỗi một nhà đầu tư chúng ta hãy hướng đến một tương lai tươi sáng hơn trong thời điểm tương lai dành cho các cái khoản đầu tư của chúng ta. In the US right now, people are asking themselves the question, why is the stock market so high when things look so bad right now in front of me? Và hiện giờ thì rất là nhiều người ở Mỹ đang đặt ra câu hỏi là tại sao mà thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ lại có giá cao như vậy, trong khi là mọi thứ ở xung quanh tôi thì đang trông có vẻ là không được tươi sáng cho lắm. That's because the stock market investors are always looking to the future, trying to predict the future. They're not looking at this moment. Và lý do cũng chính là lý do mà tôi đã chia sẻ với các anh chị, đó chính là các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng đang nhìn nhận đến một thời điểm giá trị tương lai của các chứng khoán của mình, và đó chính là lý do tại sao mà họ đầu tư vào các chứng khoán đó. And for investors, it's important to know how long you want to invest. Some people only want to invest for 2 years, some for 5 years, some for 10 years, so it's going to depend on the investor as well. Và nó cũng phụ thuộc vào là thời gian mà các anh chị muốn đầu tư nữa. Có một số nhà đầu tư thì chỉ muốn đầu tư trong thời gian khoảng từ 2 năm thôi, 4 đến 5 năm, nhưng mà có những nhà đầu tư thì lại mong muốn đầu tư trong một thời gian dài hơn rất là nhiều.
for a brand new hotel construction, it typically is a 5-year investment. Với việc là xây dựng mới các khách sạn thì thường thời gian đầu tư của các anh chị sẽ rơi vào khoảng 5 năm. Okay, great, thank you. Và đó chính là toàn bộ những câu trả lời của tôi cho câu hỏi này. Và tôi và Minh Phương nghĩ rằng là kết hợp với câu trả lời của anh Kerry cũng như là các định hướng của chị Cam Ly thì anh Yunho hoàn toàn có thể là có câu trả lời hoàn thiện cho mình về những thắc mắc của anh trong kênh đầu tư vào các khách sạn tại thời điểm hiện tại. Yes. Thank you, Mr. Kerry. Cảm ơn anh Kerry rất nhiều vì trả lời phần trả lời rất là hay và cũng đưa ra cho chúng ta những cái quan điểm đánh giá rất là nhiều. Và đúng là nếu như mà các anh chị nào, các bạn nào đây mà theo dõi thị trường chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Thì đúng như anh Kerry nói, những ngày gần đây là có cái sự tăng, có thể nói là đột biến. Trong lịch sử vài chục năm chưa thấy có cái tăng nhiều như vậy. Mà trong khi đó, đúng như anh Kerry nói, tình hình tại sao lại có vẻ không tươi sáng mà thị trường lại tăng như vậy? Vì chúng ta cũng thấy rõ, nó cũng phản ánh rõ cái tâm lý của nhà đầu tư luôn nhìn về tương lai. Dạ. Và với thị trường bất động sản thì Nga nghĩ là có lẽ cái tầm nhìn tương lai đó còn nhiều hơn nữa, vì đầu tư bất động sản là cái sự dài hạn hơn, đúng không ạ? Luôn luôn là chúng ta hướng tới khoản đầu tư chung và dài hạn từ 3 năm, 5 năm trở lên. Yes. Wow, thì cũng có thêm một vài những cái câu hỏi. Tuy nhiên là để chúng ta có thể đi hết được cái nội dung còn rất là hay đó anh chị, rất là hay về đầu tư và về đặc biệt là về đầu tư tại Hoa Kỳ, thì Nga xin phép là những câu hỏi này sẽ có thể là chuyển vào phần sau một chút các anh chị ha. Nga thấy là có khoảng 2 câu hỏi nữa chúng ta có thể chuyển vào phần sau một chút để chúng ta có thể tới với diễn giả tiếp theo của chương trình. Và một lần nữa thì cảm ơn Mr. Kerry Chamber rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ và trả lời những cái câu hỏi mà Nga nghĩ là cực kỳ hữu ích và giá trị cho các nhà đầu tư tại Việt Nam luôn ạ, cũng như là các bạn, các anh chị GIA tại đây, để chúng ta có được những cái tư duy và những cái cách thức tiếp cận với việc đầu tư tại Hoa Kỳ rất là thú vị, rất là hiệu quả. Thank you a lot. Kerry, thank you so much. Oh, okay, yeah, I would say thank you, Cam Ly, and thank you, everyone. I'm really looking forward to coming back to Vietnam. I'm hoping it's soon so we can all get together in person. Và bác Kerry cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn những lời cảm ơn rất là nhiệt thành, rất là yêu thương của các anh chị đã gửi đến bác Kerry. Và bác Kerry mong rằng sẽ sớm có ngày được quay trở lại Việt Nam và gặp gỡ trực tiếp các anh chị.